Alo, anh em nghe rõ không? Anh em nghe rõ thì trả lời cho tôi biết nha. Tìm một cái góc quay phải nói là cũng hơi đẹp để cho anh em mình khỏi có nhức đầu khi xem video nha. Chắc là anh em đang thắc mắc không biết hôm nay cái video này tôi chia sẻ gì cái gì ha. Thật ra thì cũng tâm sự với mấy anh em như những cái video trước thôi. Đôi khi á, trong cuộc sống nó có nhiều cái ngã rẽ, anh em đôi khi không biết mình sẽ rẽ vào cái hướng nào. Và hãy tuân thủ theo nguyên lý của cuộc sống. Khi anh em gặp một cái vấn đề gì đó thì anh em rất là tích cực, rất là cố gắng để vượt qua cái vấn đề đó. Nhưng mà khi anh em thoải mái rồi, khi mình đã vượt qua rồi thì mình cần giữ sức khỏe để chuẩn bị đón nhận những khó khăn mới, những thử thách mới nó sẽ ập tới với anh em bất kỳ lúc nào. Và thay vì lấy hình ảnh của người khác hoặc là copy từ những cái người khác thì nó sẽ vi phạm tới quyền con người hoặc là vi phạm bản quyền rất là nhiều thứ. Cho nên mình tự lấy cái chủ đề của bản thân, tự lấy những cái hình ảnh cá nhân của bản thân để tạo ra nhiều cái sản phẩm cũng như nhiều cái giá trị trong cuộc sống. Muốn lay động tới một ai đó đôi khi nó cũng là một cái điều mà người nào đó đang cần, có thể là anh em mình chưa cần, có thể là một ai đó chưa cần, nhưng mà biết đâu đó ở cái xã hội này cũng có một người nào đó họ cũng cần. Tại vì ngày xưa khi tôi chưa biết gì á thì tôi cũng tìm hiểu trên những cái trang mạng Facebook, YouTube này này để mình biết một cái gì đó từ những cái anh em khác chia sẻ trên những cái group, những cái video, và từ đó là mình lấy làm kinh nghiệm, bài học cho mình. Và đặc biệt đó là hay xem sách. Khi vào Sài Gòn này là mình nghe sách audiobook đó. Khi ở ngoài quê Quảng Ngãi, khi mình còn đi học mình cũng đã nghe rất là nhiều, nhưng mà hồi đó nó còn chưa có tiên tiến lắm. Cho đến một lúc mình sinh viên được vào Sài Gòn rồi, chân ướt chân ráo, đôi khi thì mình cũng chập chững, cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng thích làm, có cơ hội là làm, nhưng tuyệt đối một điều là không đụng tới giấy tờ. Tại vì vốn dĩ là mình là dân tỉnh, giấy tờ thì ở vùng quê rất là xa, mình khó làm giấy tờ được lắm. Mỗi lần công chứng công đồ mình rất là phức tạp, mình không có làm giấy tờ, cho nên mình chọn tới những cái con đường khác, ví dụ như là phục vụ quán nhậu hay là gì đó thì nó rất là dễ. Hoặc là bảo vệ mình cũng có thâm niên là 4 năm trong quá trình làm sinh viên, mình cũng có làm bảo vệ. Tại bảo vệ nó chỉ cần hồ sơ rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân là bạn có thể đi làm được, và bạn chịu khó thì bạn cũng sẽ vượt qua. Nhưng mà ngày xưa làm mà lương hướng bảo vệ thì nó cũng không có được cao lắm. Nếu như ở những cái quán nhậu mà nó có tiền bo thì chỉ tầm 1,5 triệu hoặc 1,6 triệu một ca 8 tiếng. Còn ở những cái mục tiêu mà nó không có bo, ví dụ như là pizza hay là những cái nhà hàng mà nó không có nhiều bảo vệ thì những cái tiêu đó nó không bo thì người ta sẽ hỗ trợ tiền cơm cho bạn, nhưng mà cao nhất một ca cũng là 2,2 triệu đến 2,5 triệu thôi, không nhiều lắm đâu. 12 tiếng thì bạn chỉ có 3,8 triệu hoặc 3,2 triệu, rất là cực. Và một số nơi nữa thì nó đòi hỏi về ngoại hình, mà mình biết ngoại hình của mình nó cũng không có được tốt, cho nên rất là khó xin việc. Dù ra trường mình cũng khó xin việc, tại vì cái ngoại hình thêm lại cái sức khỏe nữa. Tuy là mình rất là ham làm, việc gì cũng muốn làm, nhưng mà cái sức khỏe của mình đôi khi nó cũng không có đảm bảo.
cho nên mình chọn những cái công việc tự do. Đó là một cái lựa chọn đúng đắn. Thì mình mới chia sẻ cho anh em là mình nên lựa chọn những công việc nào nó phù hợp với bản thân cho đến khi mình bắn duyên với Grab năm 2017. Trước khi mà mình bắn duyên với Grab là mình cũng nợ là tại mình làm marketing online Facebook bị sụp đổ, cho nên mình có một khoản nợ. Khi đó mình không còn con đường lựa chọn nào khác, mình đăng ký đại Grab, nhưng mà thấy nó đem lại cho mình được nhiều cái kiến thức, nhiều cái sự vui vẻ. Bạn có xem như bạn đi du lịch vậy đó. Thì cuộc đời nó sẽ cho bạn một cái trang sử mới. Cũng khá là mệt. Nói xíu mà mệt quá. Nhưng mà không sao, bây giờ là mọi việc nó cũng qua rồi. Nợ nần thì mình cũng trả xong rồi. Bây giờ mình chỉ biết chuẩn bị cho một cái tương lai tươi sáng hơn.